Nào, với bài số 3, yêu cầu của đề bài là listen to an announcement and fill in each blank with one suitable word. Như vậy, đây là dạng bài mà các bạn sẽ phải nghe một bài thông báo. Và khi thông báo nghe bài này thì chúng ta sẽ phải điền xuống những từ còn thiếu. Vậy các bạn có nhớ kỹ năng làm dạng bài này không ạ? Đây là dạng bài listen and fill in the note. Nghe và điền từ thiếu vào chỗ trống. Khi nghe dạng bài này, việc đầu tiên mà chúng ta phải làm đó là đọc bài text mà họ đã cho. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán xem từ hoặc là cụm từ cần điền sẽ thuộc loại từ nào hoặc thuộc loại thông tin nào. Sau đó chúng ta đoán từ nếu có thể. Và việc cuối cùng là chúng ta nghe và tập trung vào thông tin mà chúng ta cần điền. Và khi điền chúng ta cũng lưu ý là dạng danh từ thì phải là số ít hay số nhiều, động từ có chi hay không, ở dạng bị động hay verb in. May I have your attention, please? For the next 20 minutes, we are having a sale on dress shirts for men at 20% off the original price. All wool hats are 10% off, and 45 silk neckties are 25% off, too. In our shoe store, women's leather boots are 50% off. In the clothes store, you can get one free if you buy two pairs of jeans. You can save a lot of your money here in our mall today. So please hurry. Ask your friends to come here too. You all can have our best quality goods at the lowest prices. Thank you for your cooperation. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Chúng ta có may I have your attention please for the next và có từ minutes. Vậy ở đây là một con số mà chúng ta cần phải điền xuống và con số mà chúng ta nghe được là 20, 20. Now for B, chúng ta nghe thấy là gì ạ? All wool hats are 10% off. Vậy từ đây là một tính từ wool, thể hiện chất liệu của gì ạ? Loại mũ này đúng không ạ? Đó là loại mũ làm bằng len. Ok. Và từ wool chúng ta viết thế nào ạ? W-O-O-L. Now the next one, number C. In our store. Vậy ở đây chúng ta thấy một từ còn thiếu là từ shoe. In our shoe store. Và nếu các bạn không nghe được thì chúng ta có thể dùng biện pháp đoán đó là gì ạ? Ngay sau cái từ mà chúng ta cần điền, chúng ta nhìn thấy từ woman's leather boots. Những cái diện đôi ủng hoặc là những đôi bốt bằng da của phụ nữ. Vậy những đôi ủng hoặc đôi bốt thì tất nhiên phải được bán ở cửa hàng giày dép rồi đúng không ạ? Vậy từ mà chúng ta cần điền chắc chắn là shoe. Nào, câu tiếp theo ạ. Chúng ta có là gì ạ? In the clothing store, you can get one dot 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 if you buy two pairs of jeans. Vậy đây là một trong những phần thông báo liên quan đến việc khuyến mãi. Vậy nếu chúng ta mua hai quần jean, tức là hai quần bò thì chúng ta sẽ được, vâng, chúng ta sẽ được tặng một. Vậy điều đó có nghĩa là gì ạ? Cái thứ ba đó chúng ta sẽ được gì ạ? Hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Vậy từ ở đây chúng ta nghe được và chúng ta cần điền là từ free, F-R-E-E. Và cuối cùng, you can have our best quality goods at the dot dot prices. Bạn có thể có được những sản phẩm tốt nhất của chúng tôi với giá, vâng, tất nhiên là với giá thấp nhất đúng không ạ? Vậy ở đây từ chúng ta điền vào là từ lowest, dạng so sánh nhất của từ low, thấp, và chúng ta thêm đuôi est, lowest. Nào, sau khi các bạn đã nghe xong thì chúng ta lưu ý là ở đây chúng ta có tất cả là 3 bài. Và 3 bài này sẽ có bao nhiêu câu ạ? Bài 1 có 10 câu, bài 2 có 5 câu và bài số 3 chúng ta cũng có 5 câu. Vậy tổng cộng có tất cả là chúng ta có 20 câu. Vậy chúng ta hãy cho mình mỗi câu được 5 điểm. Và sau khi các bạn nghe xong, chúng ta hãy tự tổng kết điểm của mình. Và hy vọng rằng điểm số của các bạn sẽ được nâng cao rất nhiều lần sau khi chúng ta đã áp dụng những chiến thuật và áp dụng những cách thức mà tôi đã hướng dẫn với các bạn từ đầu khóa đến giờ.